Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang ở đây là địa phận của xã Long Phước, thành phố Bà Rịa. Con đường tôi đang đứng đây chính là con đường Hương Lộ 3. Đấy, ngay Ủy ban Nhân dân xã Long Phước, từ cái chỗ tỉnh lộ 52 rẽ vào là quý vị cứ đi thẳng là cứ đi thẳng là đến thẳng đất luôn. Đấy là gọi là đường Hương Lộ 3 quý vị nhé. Này đất ở đây này, đất đỏ đẹp tuyệt vời luôn, đỏ au luôn đó quý vị nhé, đỏ lắm đẹp. Thì giới thiệu quý vị nhé, một cái lô đất ở đây này, đối diện những cái lô đất màu đỏ này là lô đất này. Đấy, lô đất này thì nó cũng thế thôi. Đấy, đất vô cùng vuông vức luôn nha. À, có diện tích là chiều ngang 18m, sâu 45,5 mà 811m2, trong đó có 60m đất ở rồi, đang chia ra làm hai sổ quý vị nhé, và bán là bán hết rồi. Là xung quanh đã xây tường rào bao quanh rồi, lại còn có cả hàng rào sắt nữa đó. À, giá đang chào bán là 5,7 tỷ quý vị nhé. Đất rất là đẹp, khu này mà làm biệt thự nhà vườn thì tuyệt vời, một cái mảnh này mà làm biệt thự nhà vườn thì ok quý vị nhá. Đấy, gần hơn 800m2 rồi, 811m2. Đây, đây thẳng luôn, chỗ kia thì nó hơi phình ra một chút nhá, thế đại ý thế. Đây lộ giới đến đây. Quý vị thấy đẹp chưa? Đất vô cùng đẹp. À, chỗ này nó gần với lại cái đường Võ Văn Kiệt kéo dài nữa. À, rất là đẹp. Đất đai vô cùng màu mỡ, làm nhà vườn thì tuyệt vời quý vị ạ. Đấy thì sơ bộ quý vị biết một cái lô đất có chiều ngang là 18m, tương đối rộng, sâu vào 45,5, trong đó có 60m đất ở. Chào bán là 5,7 tỷ quý vị nhé. 5,7 tỷ. Đấy, thì quý vị nào quan tâm ở đây thì cứ liên hệ với chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Quý vị hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất mà chúng tôi đưa lên nhé. Xin thân ái và chào tạm biệt.